Mến chào quý chị và các bạn đang đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ với những tin tức sự kiện đáng quan tâm được liên tục cập nhật. Và hôm nay Chủ nhật, mến chúc quý chị ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Nhiều hộ dân ở Sơn La bị ngập hơn 20 ngày, gây nhiều khó khăn đến cuộc sống của người dân. Sản phẩm cá chép gù Ngọc Chiến đạt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần tạo thương hiệu cho sản phẩm này trên thị trường. Thi công nước rút trên công trường đường dây 500 kV mạch 3 để hoàn thành đúng tiến độ trước dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Xe khách lật trên quốc lộ tại Gia Lai khiến nhiều người bị thương. Camera 24 giờ tiếp tục phản ánh những trường hợp tai nạn tại nút giao với đường sắt do không tuân thủ quy tắc giữ khoảng cách an toàn với đường ray xe lửa. Khám phá làng du lịch đẹp như tranh ven sông ở Quảng Nam. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, do nằm ở lòng chảo và chỉ có những hang caster, những hang động tự nhiên đóng vai trò như là đường ống thoát nước là lối thoát duy nhất, nên một số bản của xã Chiền Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La thường bị ngập lụt mỗi khi mưa bão. Tuy nhiên, năm nay tình trạng ngập lụt diễn ra sớm, kéo dài và gây thiệt hại nặng nề khi mà hơn 200 hộ dân tại 3 bản của xã đã trải qua hơn 20 ngày ngập lụt. Từ ngày 23 tháng 7, do ảnh hưởng của mưa lũ, hơn 200 hộ dân tại 3 bản Phiên Ghè, Nam Gián và Nam Điệu, xã Chiền Đen, thành phố Sơn La phải sống chung với nước ngập, nơi sâu nhất lên tới 2 mét, nhà cửa chìm trong nước, đồ đạc hư hỏng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm. Dù chính quyền địa phương đã cung cấp thuốc men và lương thực, cuộc sống của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương cho biết do mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất ở nhiều nơi trên địa bàn xã Chiền Đen, dù lấp hơn 40 nhà dân và làm hư hại gần 200 hectare hoa màu. Thiệt hại kinh tế ước tính là khoảng 10 tỷ đồng. Hiện nay, ngoài việc quy động hỗ trợ, địa phương cũng có phương án để khơi thông dòng chảy, xem xét việc di dời những hộ dân ở vị trí trũng thấp. Do mùa mưa lũ tại các địa bàn miền núi, việc qua lại các ngầm tràn cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là khi công trình xuống cấp hư hại. Như là tại Thanh Hóa, nhiều công trình ngầm tràn xây dựng đã lâu và xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ. Tại tràn Chiền Nang, xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh, do mưa lớn nhiều ngày, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh và chảy xiết đã làm xói lở thân tràn, nhiều vị trí bị rò rỉ. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Giao An đã phải gia cố tạm thời, đồng thời cấm biển cảnh báo nguy hiểm tại đây. Còn tại xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tràn thôn Hiền sau nhiều năm hứng chịu các đợt mưa lũ nên đã hư hỏng nặng, thường xuyên bị ngập sâu vào mùa mưa, gây chia cắt giao thông và cô lập hàng trăm hộ dân trong xã. Huyện Bá Thước có 52 ngầm tràn, trong đó có 11 ngầm tràn đã hư hỏng xuống cấp. Đến nay, huyện đã sửa chữa 4 công trình, các công trình còn lại chưa được bố trí kinh phí sửa chữa. Địa phương đã triển khai các giải pháp tạm thời để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trước mắt thì huyện huy động các cái nguồn lực tự có tại địa phương để sửa chữa các cái hư hỏng tạm thời về mặt tràn, đặc biệt là trong công tác cảnh báo. Đấy, lập các barrier là liên quan đến các việc đường đầu tràn, để đặc biệt các mùa mưa bão sửa lại các cái cột thủy trí để cảnh báo các cái mực nước cho bà con. Đã chỉ đạo ban quản lý dự án bảo trì thực hiện cái rà soát và chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên là nắm bắt và xử lý các cái tràn có nguy cơ cái xói lở. Sở đã báo cáo tỉnh và tỉnh đã đồng ý cho xử lý đó có hai cái tràn trên địa bàn huyện Lang Chánh và một số các đoạn trên các cái địa phương khác. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, toàn tỉnh có hơn 560 ngầm tràn, trong đó có 90 ngầm tràn đang hư hỏng xuống cấp. Trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã sửa chữa thay thế trên 10 công trình hư hỏng nặng.
Cá chép nuôi ở lòng hồ thủy điện Nậm Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La có đặc trưng riêng so với nuôi ở các khu vực khác, là mình cá dày, phần lưng hơi gù cao, khi chế biến thơm ngon, xương mềm và ít tanh. Nhân và phát huy tiềm năng thế mạnh từ thiên nhiên ban tặng và sự quan tâm của địa phương, sản phẩm cá chép gù hút chân không đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần tạo thương hiệu, nâng cao giá trị cho sản phẩm này trên thị trường. Mặt hồ thủy điện Nậm Chiến có diện tích khoảng 3,77 km2. Tận dụng diện tích lòng hồ, người dân xã Ngọc Chiến phát triển nghề nuôi cá lồng, mang lại thu nhập ổn định. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ giống cá chép gù, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Ngọc Chiến đã mạnh dạn sản xuất sản phẩm cá chép gù sơ chế hút chân không. Hiện nay, quy mô diện tích nuôi trồng cá chép gù của Hợp tác xã là 70 lồng. Dự kiến sản lượng cá xuất bán ra thị trường trong năm nay đạt 54 tấn. Riêng sản phẩm cá chép gù sơ chế hút chân không, sản lượng dự kiến 27 tấn một năm, đạt doanh thu dự kiến trên 5,4 tỷ đồng mỗi năm. Tháng 6 vừa qua, sản phẩm cá chép gù sơ chế hút chân không được công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là tiền đề để hợp tác xã đưa sản phẩm đặc trưng, đặc sản vùng miền này đến với nhiều thị trường hơn nữa. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tích cực để tăng số lượng nuôi, để tăng sản lượng cung cấp sản phẩm cá chép đặc biệt ở đây ra thị trường. Thứ hai là chúng tôi sẽ tích cực học hỏi kinh nghiệm và nghiên cứu về giống cá chép ở trên đây nhằm nâng cao tỷ lệ sống và khép chặt quy trình để hướng tới trong năm 2024 chúng tôi sẽ được cấp Việt Gáp. Có thể nói, đối với huyện Mường La, việc xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP từ thủy sản là giải pháp hữu hiệu để nâng giá trị của sản phẩm ngư nghiệp, tăng thu nhập cho các hộ nuôi trồng thủy sản. Xin được chuyển sang thông tin khác. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có tổng chiều dài là 519 km, với tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần, gồm Quảng Trạch đến Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu Thanh Quá, Thanh Quá nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến Phố Nối. Và tại dự án thành phần Quỳnh Lưu Thanh Quá, mặc dù những ngày này thời tiết nắng nóng, nhưng mà các nhà thầu, công nhân vẫn quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ trước dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới. Hiện công ty cổ phần EVN Quốc tế 1, đơn vị thi công gói thầu số 22, đang thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quỳnh Lưu Thanh Quá với 3 gói thầu, tổng cộng 28 vị trí cột. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thiện phần cột, đang triển khai kéo dây. Hiện khoảng néo 153-155 thuộc địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị thi công đang gấp rút bố trí máy móc, nhân công hoàn thành các hạng mục còn lại. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết nó nắng nóng nên là anh em làm việc thì những cái thời điểm mà cao điểm thì nó cũng đang phải vất vả để mà làm, nhưng mà vẫn quyết tâm để làm về cái mục tiêu đóng điện của dự án này. Để khắc phục bất lợi về thời tiết, công ty cùng nhà thầu thực hiện nhiều giải pháp như tranh thủ thời tiết lúc thuận lợi để tập kết vật tư thiết bị đến vị trí thi công, tùy vào diễn biến thời tiết thực tế để đẩy lịch làm việc sớm hoặc kết thúc công việc cuối ngày. Dự kiến ngày 2 tháng 9 sẽ hoàn thành đóng điện thông mạch kỹ thuật của toàn bộ công trình. Hiện tại thì 14 gói thầu còn lại đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án trong tập trung điều hành, yêu cầu các nhà thầu là triển khai thi công đồng loạt với mọi nguồn lực về nhân lực, máy móc để đảm bảo cái tiến độ hoàn thành vào ngày 19 tháng 8 để đóng điện công trình đưa vào vận hành chào mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Đường dây 500 kV mạch 3 là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, bảo đảm chủ động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, cân đối cung ứng điện giữa các vùng miền và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Là công trình nghệ thuật nằm bên sông Thu Bồn, đoạn qua thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xưởng chế tác đất nung của một nghệ nhân nổi tiếng xứ Quảng được xây dựng như là một không gian sáng tạo và trưng bày sản phẩm gốm. Nhưng và ở đây thì mỗi ngày, những người thợ cùng với chủ xưởng là nghệ nhân Lê Đức Hạ làm nên những món đồ gốm từ bàn tay tài hoa khéo léo, với nguyên liệu chính là đất được lấy trên sông, đem về gạn rửa, nhào nặn. Xưởng chế tác và trưng bày đất nung này gồm những khối công trình được lắp ghép xây thô, chỉ với hai vật liệu chủ đạo là bê tông và gạch thô.
những viên gạch được xếp chồng lên nhau xen kẽ tạo ra những khối kiến trúc đẹp hòa mình vào không gian sông nước. Công trình gồm nhiều khối nhà nhưng chủ yếu được sử dụng làm nơi sáng tạo các sản phẩm gốm. Riêng một khối nhà dùng làm nơi trưng bày sản phẩm. Cái người thiết kế này là cháu nghĩ ra một cái thiết kế nó vừa hiện đại, nó cũng vừa hiện đại, sự phô diễn của cái đẹp của gạch. Nhưng mà nó cũng hữu hiệu nữa, nó cũng công dụng giữa cái chuyện lấy gió, lấy nắng và không gian ở trong nhà làm việc, nó luôn luôn biến ổn, the nắng. Bữa sáng đến trưa, bữa chiều, bữa tối là lúc nào mà nó cũng có sự thay đổi. Nghệ nhân Lê Đức Hạ được nhiều người làm du lịch, nghệ thuật và du khách yêu nghệ thuật đất nung biết đến. Từ bàn tay tài hoa của mình, ông Hạ đã làm ra nhiều tác phẩm đẹp và đa dạng về mẫu mã. Đây là cái không gian để mà mình sáng tác thì nó cũng rất là đơn giản, là nó vừa mộc mạc mà nó gần gũi với môi trường. Ở đây có thể nhìn ra chung quanh, rồi có thể tiếp đón gió, mưa, rồi nắng gió, rồi với cái sự giao tiếp giữa người ngồi lúc khi sáng tác với mọi người. Nhờ nỗ lực miệt mài gìn giữ và phát huy nghề làm gốm, hiện xưởng gốm này mỗi năm cho ra thị trường hàng ngàn sản phẩm. Đây cũng là địa chỉ du lịch hấp dẫn cho du khách gần xa bởi sự độc đáo về kiến trúc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình GĐT 24 giờ sáng nay. Liên tục chương trình là những thông tin nổi bật tiếp theo. Xe khách lật trên quốc lộ tại Gia Lai khiến nhiều người bị thương. Camera 24 giờ tiếp tục phản ánh những trường hợp tai nạn tại nút giao với đường sắt do không tuân thủ quy tắc giữ khoảng cách an toàn với đường ray xe lửa. Khám phá làng du lịch đẹp như tranh ven sông ở Quảng Nam. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng liên quan vụ dùng thuốc nổ để phá đá làm hầm thủy điện tại thủy điện Nậm Cấu, xã Bung Tở, huyện Mường Tè, dẫn đến 2 công nhân thương vong, nhưng các đối tượng liên quan lại khai báo giả là bị sét đánh. 3 bị can bị bắt gồm Sùng Xeo Xín, sinh năm 1996, thường trú tại xã Bản Máy, huyện Quảng Su Phì, tỉnh Hà Giang, Quyên Yin Jun, Tiềm Anh Quân, sinh năm 1968, và Chen Ji Quan, Trần Tử Cường, sinh năm 1971, đều có quốc tịch Trung Quốc. Trước đó, cơ quan công an đã bắt Tạ Quốc Dân là phó giám đốc phụ trách chỉ huy thi công tại công trường và Hà Đình Tuyên, thủ kho, về hành vi vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sau khi vụ án xảy ra, Dân đã chỉ đạo xóa dấu vết hiện trường, yêu cầu công nhân khai nạn nhân tử vong do bị sét đánh. Đồng thời, Dân chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn để đối phó với cơ quan chức năng. Tìm Anh Quân và Trần Tử Cường được Dân giao thi công và quản lý tổ công nhân sử dụng vật liệu nổ đào hầm số 2, số 3. Còn Sùng Xeo Xín là người trực tiếp nhận thuốc nổ từ Dân. Như vậy, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ra lệnh bắt tạm giam 5 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Còn tại Nghệ An, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tương Dương đã bắt được đối tượng truy nã Sòng Bá Ờ, sinh năm 1990, trú ở bản Phá Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, sau 9 năm lẩn trốn sang Lào. Trước đó, công an huyện Tương Dương đã ra quyết định truy nã ngày 2 tháng 2 năm 2015 đối với Sòng Bá Ờ về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Trong suốt 9 năm qua, các trinh sát công an huyện Tương Dương không ngừng thu thập thông tin, xác định manh mối để truy bắt đối tượng. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi địa chỉ nơi ở. Khi phát hiện người lạ thì lập tức bỏ trốn vào rừng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại Lào. Hiện đối tượng đã được di lý về Việt Nam. Công an huyện Tương Dương đang tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định. Ô tô chở 17 người chạy trên quốc lộ 14 bị lật sau va chạm giao thông khiến toàn bộ hành khách và một người đi xe máy bị thương. Vụ việc xảy ra vào chiều qua tại Gia Lai.
Vào lúc 13 giờ 50 phút hôm qua, ông NVP, 43 tuổi, lái ô tô khách chở 17 người, chạy hướng Gia Lai đi Đắk Lắk theo quốc lộ 14. Khi đến đoạn thuộc xã Ia Rong, huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai, ô tô va chạm với xe máy đang qua đường do một phụ nữ điều khiển. Sau va chạm, xe khách lật nghiêng bên đường khiến cho toàn bộ hành khách và người đi xe máy bị thương. Các nạn nhân được người dân xung quanh hỗ trợ đưa ra khỏi ô tô, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Theo Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, đơn vị đã tiếp nhận 18 nạn nhân, 14 người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Trong đó, người đi xe máy bị thương nặng. Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn là do xe khách tránh xe máy bất ngờ băng qua đường. Việc điều khiển phương tiện thiếu quan sát, nhất là khi sang đường hoặc lưu thông qua các nút giao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tại các nút giao giữa đường bộ với đường sắt cũng vậy, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra do một số người điều khiển phương tiện giao thông chủ quan phớt lờ quy định về khoảng cách an toàn. Và đây cũng sẽ là nội dung mà chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị trong một camera 24 giờ ngày hôm nay. Tại nút giao giữa đường sắt với đường dân sinh Nguyễn Thắng Tưởng, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội, chiếc xe tải này bị chết máy khi đang ở giữa đường sắt. Phía sau, một người đàn ông đang cố gắng để xe di chuyển qua vùng nguy hiểm. Phía xa, tàu hỏa đang lao đến với tốc độ cao. Người đàn ông phụ đẩy xe đã phải chạy lên phía trước để tránh. May mắn là xe tải trắng cuối cùng cũng đã kịp di chuyển, tránh được một vụ va chạm trực diện với tàu hỏa chỉ trong gang tấc. Hình ảnh từ camera an ninh tại một chốt chắn tàu hỏa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm này đã là 10 giờ đêm, barrier chắn đường ngang đã đóng để tàu hàng chạy tuyến Bắc Nam lưu thông qua. Nhân viên gác chắn cũng túc trực để cảnh báo và xử lý sự cố. Bất ngờ một người đàn ông nhảy từ hàng rào muốn lao vào đoàn tàu đang chạy. Rất nhanh, người nhân viên gác chắn này đã chạy ra kéo người đàn ông vào khu vực an toàn. Khoảnh khắc giữa lằn ranh sinh tử ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn 4 giây. Hình ảnh tại một nút giao đường bộ với đường sắt Bắc Nam thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Thanh gác chắn trên phần đường bộ đã được hạ xuống, báo hiệu sắp có tàu chạy qua. Thế nhưng, thanh niên có biểu hiện say xỉn này vẫn phóng xe đến với tốc độ cao. Do không làm chủ được tốc độ và thiếu quan sát, người điều khiển xe máy thay vì dừng lại đã tông vào gác chắn tự động rồi ngã ra đường. Chỉ vài giây sau, một đoàn tàu đã lao tới, hút văng chiếc xe máy nằm chắn giữa đường ray. Hiện mạng lưới đường sắt Việt Nam đang tồn tại hàng ngàn lối đi tự phát và tai nạn vẫn chực chờ xảy ra, trong khi các cơ quan ban ngành vẫn nỗ lực xử lý các điểm đen, xóa các đường ngang dân sinh trái phép, ngành đường sắt chi tiền tỷ để ngăn tai nạn. Một bộ phận người dân vẫn vô tư mở ra các đường ngang trái phép khác, dẫn đến những vụ tai nạn kinh hoàng giữa tàu hỏa và các phương tiện giao thông. Camera an ninh nhà dân thuộc Ngọc Hồi, quận Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Căn nhà nằm ngay sát với đường ray xe lửa và để thuận tiện cho việc đi lại, người dân đã mở hẳn một đường ngang như thế này. Theo thói quen, người đàn ông lên xe máy để di chuyển qua đường tàu. Thay vì dừng lại quan sát kỹ ở cả hai hướng, người này chỉ nhìn một bên. Khi phát hiện đoàn tàu đang lao đến, chiếc xe máy khựng lại ngay giữa đường ray. Đoàn tàu không kịp thắng, cứ thế đâm mạnh vào người và phương tiện, khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Camera an ninh nhà dân sống cạnh tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua thành phố Hà Nội. Phía trước lại là một đường ngang do người dân tự mở, không đèn tín hiệu, cũng chẳng có gác chắn. Một cô gái điều khiển xe máy từ trong hẻm nhỏ khuất tầm nhìn đi ra. Người này không quan sát thấy đoàn tàu đang lao đến, cứ thế cho xe chạy cắt ngang qua đoạn đường ray phía trước. Hậu quả là một vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Hình ảnh rất quen thuộc của khu vực cà phê đường tàu vốn rất nổi tiếng thuộc thành phố Hà Nội. Các tiệm cà phê mọc lên sát hai bên đường ray xe lửa, tiềm ẩn tai nạn rất cao. Cô gái mặc áo màu trắng này khi thấy tàu hỏa đang di chuyển chậm thì bất ngờ chạy ra giữa đường ray, xoay lưng lại với đoàn tàu nhằm mục đích tạo dáng chụp hình. Phát hiện nguy hiểm, một người đàn ông đã kịp thời kéo cô gái này ra khỏi khu vực đường ray.
Hiểm họa tại các đường ngang đã rõ ràng và vẫn có nguy cơ tiếp diễn. Có thể thấy, chỉ khi ý thức của người điều khiển phương tiện cao hơn, thì lúc đó tai nạn giao thông tại nơi giao nhau với đường sắt mới được kéo giảm hiệu quả. Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam là điểm du lịch nổi tiếng với du khách gần xa. Chỉ cách Hội An chừng 15 phút đạp xe, làng du lịch Dreamtay ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, nép mình bên sông cũng gây ấn tượng bởi nét mộc mạc hoài cổ. Đến đây thì du khách có thể thông dong tản bộ và tận hưởng những giây phút thư thái trong lành. Làng Dreamtay là một ốc đảo nhỏ nằm trải dọc theo sông Thu Bồn. Với địa thế nằm gần phố cổ Hội An, ngay trên tuyến đường kết nối hai trung tâm di sản thế giới là Hội An và Mỹ Sơn, du lịch Dreamtay đang từng bước được đánh thức nhờ chính sách thu hút du khách. Điều gây ấn tượng mạnh khi đặt chân đến Dreamtay là du khách có thể đi bộ dưới những con đường làng, hai bên là những hàng cây xanh mướt, đặc biệt là những tán tre già che chắn cho làng mạc ven sông. Đến Dreamtay, du khách cũng được trải nghiệm các dịch vụ du lịch như thưởng thức ẩm thực đặc sắc xứ Quảng, xem và tham gia quy trình dệt chiếu cói truyền thống của cư dân địa phương. Đặc biệt ở Dreamtay có một hệ thống khu du lịch homestay nằm nép mình dưới những dải tre xanh ngắt. Ở đây du khách có thể sinh hoạt vui chơi dưới bóng mát của hàng tre và gió từ sông Thu Bồn thổi vào. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.